thanh long. Thanh long người bà con còn lại gì nữa ha bà con? Trái nó xì xì ra mà nó màu đỏ đỏ đó bà con ha. Thanh long hột nhỏ như hạt é bà con ha. Thanh long tốt vô cùng cho sức khỏe, ai ăn thanh long cũng tốt, nhưng mà có riêng có những người này vui lòng đừng ăn thanh long, bởi vì ăn thanh long vào bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, vì thanh long nó không hợp và nó có những cái chất để nó chống lại những người như thế là không được ăn nha bà con. Những người không được ăn thanh long là những người có bệnh tiểu đường, phụ nữ bự bự bụng là phụ nữ mang thai. Thanh long có protein, không ăn cùng với sữa bò, không ăn tiêu hóa kém đấy nha bà con, là không nên ăn. Những người đó là không nên ăn bà con ơi, bà con không nên ăn. Bà con không nên ăn là những người phụ nữ mang thai không ăn thanh long, vì thanh long nó có protein, cho nên không ăn cùng với sữa bò, không ăn cùng tiêu hóa mình kém. Còn ngoài ra là thanh long nó tốt, tốt vô cùng bà con à, nó tốt cho tim, tốt đường huyết, tốt cho ung thư, tốt cho đẹp da, tốt cho việc giảm cân, chống oxy hóa, tiến tiền liệt, ung thư buồng trứng, viêm cái mà lại viêm khớp, huyết áp, hệ miễn dịch nha bà con, hệ miễn dịch, đái tháo đường, tốt cho mắt, bổ sung máu, tiêu cái mà tiêu chảy, không ăn tiểu đường từ 200g, nhiều nhất là không quá 350g. Ta ăn 6 ngày, ta nghỉ 1 ngày nha bà con. Ăn được tốt mà không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Ăn không quá 350g một ngày. Ăn 6 ngày, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là nghỉ 1 ngày. Nên ăn trước bữa ăn 1 tiếng. Ta nên ăn trước bữa ăn 1 tiếng nha bà con. Nên ăn trước bữa ăn 1 tiếng. Chọn quả trái màu càng đỏ thì nó càng tốt. Không ăn vỏ, nhưng rửa kỹ để khi ta cắt không lây nhiễm vi khuẩn, có thể bỏ vào tủ lạnh được. Vi khuẩn nó nằm ở lớp da, khi xịt thuốc từ sâu rầy cho nên nguy hiểm nó nằm ngoài da. Khi ta rửa không sạch, ta dùng dao ta cắt thì nó dẫn vào trong trái. Nguy hiểm không? Bà con ơi, kênh chúng tôi một ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bà con thấy được, chia sẻ, bà con chia sẻ giùm để mọi người cùng mạnh khỏe, cùng chia sẻ để mọi người khỏe mạnh bà con ơi, và đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào bà con, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, sao chị xin chào.